Nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 chỉ có thể làm được nếu như chúng ta áp dụng các giải pháp công nghệ. Nó không chỉ phục vụ cho lĩnh vực y tế, đời sống mà còn là đòn bẩy quan trọng trong sản xuất, thương mại, trong và sau đại dịch. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, quảng bá, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử đang được nhiều nông dân ở vùng cao áp dụng để tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh và đã cho thấy những hiệu quả cao. Tem truy xuất nguồn gốc này vừa được gắn lên sản phẩm cá nước lạnh của thị xã Sapa, khẳng định rõ xuất xứ, nguồn gốc cũng như chất lượng của loại thủy sản đặc trưng của Lào Cai, điều mà trước đây những nông dân ở đây chưa từng nghĩ đến. Cách làm này giúp những hộ nông dân không chỉ dễ dàng trong tiêu thụ mà còn khẳng định được tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường, giúp tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Có tem này thì khẳng định thương hiệu riêng là cá Sapa, nó riêng, nó có tem truy xuất nguồn gốc riêng, cho nên là bán các trang mạng cũng dễ hơn như là Shopee, Lazada thì khách hàng đặt nhiều hơn và các siêu thị hệ thống họ gọi đến nhiều, đặt hàng nhiều hơn. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, quả mận Tam Hoa Bắc Hà gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Vậy nhưng hoạt động của các sàn thương mại điện tử giúp nông dân có thêm một kênh bán hàng hiệu quả. Trung bình mỗi ngày, các gian hàng điện tử tiêu thụ được khoảng trên 300 kg mận. Số lượng chưa nhiều nhưng cũng đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá và bán loại quả đặc sản của vùng cao Nguyên Trắng. Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những cái mối quan hệ hơn, bạn bè tương tác, để từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền thuê chi phí mặt bằng bán hàng. Tại huyện Bảo Thắng, trên cùng một bao bì, các sản phẩm này của Hợp tác xã Chế biến Thực phẩm Sạch Gia Phú đã được tích hợp 3 thông tin. Đó là mã QR code, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tem chứng nhận OCOP. Với sản phẩm này, người tiêu dùng có thể quét mã bằng điện thoại thông minh để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm, quy trình sản xuất. Cũng nhờ đổi mới cách thức sản xuất bằng số hóa, đến nay, sản phẩm của Hợp tác xã Chế biến Thực phẩm Sạch Gia Phú đã có mặt trên 40 tỉnh thành trên cả nước. Em truy xuất nguồn gốc chúng tôi in thẳng vào cái bao bì và nhãn mác. Thứ nhất là giảm được cái chi phí rất là nhiều, thì chúng tôi không phải mua nữa, mà chúng tôi in thẳng một lần. Thứ hai là cũng cắt giảm được cái nhân công. Với định hướng, mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Đây là những nội dung tiền đề hình thành chuyển đổi số, kinh tế số trong nông nghiệp ở địa phương có nhiều lợi thế về nông sản đặc sản. Xây dựng cái hệ thống dữ liệu của ngành, tự động hóa trong các quy trình sản xuất để đưa ra những cái hiệu quả tốt nhất trong sản xuất. Người dân sẽ tham gia vào cái ứng dụng. Ví dụ như bình thường ra người dân vùng cao nếu như có smartphone thì mình có thể làm được những việc đấy. Tại Việt Nam, dù nông nghiệp chiếm gần 14% GDP với nhiều mặt hàng xuất khẩu tỷ đô, nhưng có tới 9 triệu hộ nông dân với mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu thông tin thị trường. Chuyển đổi số là bài toán giúp nông dân nâng cao năng lực làm việc, lợi nhuận và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới. Thưa quý vị, là ngay sau khi tỉnh Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội do dần kiểm soát được dịch bệnh, thì tại làng chài thôn Tân Thành, xã Ninh Ích của thị xã Ninh Hòa đã bắt đầu tái hiện cảnh ngư dân tại đây liên tục đu dây xuống biển. Để vận chuyển hàng hóa, thức ăn từ bờ ra các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ở trên biển, ngư dân làng chài đã sáng chế ra cách làm rất lạ mắt. Trên dây cáp có treo một thùng sắt lớn chứa hàng và ngư dân đứng trên thùng sắt lao tự do từ bờ xuống ghe với khoảng cách hàng trăm mét với tốc độ rất nhanh. Sau đó thì thùng sắt được motor kéo quay trở lên điểm xuất phát. Cách làm này vừa rút ngắn được nhân công và thời gian, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Nếu như trước đây việc vận chuyển phải kéo dài gần cả giờ đồng hồ, thì nay chỉ trên dưới 15 phút và chỉ một hoặc hai người là xong. Tuy nhiên, sáng kiến độc đáo này vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị, là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát với những diễn biến phức tạp đã tạo ra nhiều sức ép cho tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề. Trong đó thì các làng nghề truyền thống cũng đang rơi vào tình trạng hết sức khó khăn khi mà hàng sản xuất ra đã bị ngưng trệ và không thể xuất khẩu. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp làng nghề vẫn tìm mọi cách để duy trì sản xuất, để chờ cơ hội đưa ra thị trường những sản phẩm khi mà dịch bệnh đã được kiểm soát. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tại làng gốm Phủ Lãng, một trong những làng nghề truyền thống tại tỉnh Bắc Ninh. Những ngày này, làng nghề gốm Phủ Lãng khá vắng vẻ. Nếu như trước đây, mỗi ngày cơ sở gốm Ngọc cung cấp ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm gốm các loại, thì giờ mức tiêu thụ đã giảm đi 1/3. Thị trường tiêu thụ của các sản phẩm gốm tại đây chủ yếu là phía Nam và thị trường Hà Nội,
một số dòng sản phẩm cao hơn thì được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Cái tình hình dịch bệnh nó rất phức tạp thì cái thị trường xuất khẩu gần như là không xuất đi được. Và cơ sở vẫn cứ chủ yếu là sản xuất cái hàng nội địa trong nước là chính. Để làm sao mình tích trữ cái lượng hàng hóa ra đó để làm sao chờ khi mà dịch bệnh nó vãn và là hết thì sẽ có những cái nguồn sản phẩm dồi dào để cung ứng ra thị trường. Để chủ động sản xuất và phòng chống dịch, anh Ngọc đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu từ một năm trước, đồng thời chỉ sử dụng nguồn nhân công lao động lành nghề trong làng. Anh Ngọc cũng định hướng sản xuất những dòng gốm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất đại trà, chờ hết dịch cung ứng ra thị trường. Hiện nay, cơ sở gốm của anh Ngọc luôn duy trì khoảng chục công nhân lao động. Trước khi là có dịch thì lượng công nhân ở đây là cũng giảm 50%. Thì ở đây là làm là theo sản phẩm, không làm theo công kia. Có hàng thì lại gọi, còn lương thì ở đây thì cũng ổn định. Bên cạnh việc duy trì sản xuất những dòng gốm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nội địa, nhiều cơ sở gốm tại Phủ Lãng còn tập trung tiếp cận khách hàng qua những phương tiện truyền thông online như Facebook, Zalo, fanpage và website. Nguồn khách hàng của chúng tôi hiện tại giờ chiếm 50% so với tổng lượng khách hàng về trực tiếp tại cơ sở thu mua là mặt hàng online rất là nhiều. Bởi vì khi những cái sản phẩm mình đưa ra thì có những cái mặt hàng, có những cái nguồn hàng mà khách người ta thiên về những cái sản phẩm là decor hoặc là trang trí với số lượng ít, hoặc là người ta cũng muốn những cái sản phẩm độc lạ thì người ta sẽ trực tiếp nhắn tin qua cái trang web cho mình. Làng gốm Phủ Lãng là làng nghề truyền thống hơn 700 năm tuổi tại tỉnh Bắc Ninh. So với các dòng gốm truyền thống khác, gốm Phủ Lãng có sắc thái riêng biệt, mộc mạc, rất dễ nhận biết. Đó là lớp men màu nâu, nâu đen, vàng nhạt, vàng thẫm, đỏ sậm. Toàn xã có hơn 200 hộ sản xuất gốm với khoảng 1.000 lao động. Đứng trước tác động của dịch COVID-19, các cơ sở sản xuất gốm đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, những người làm gốm vẫn duy trì sản xuất, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm và cho ra lò các sản phẩm gốm đẹp mắt, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều thách thức đối với hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, nhưng đối với doanh nghiệp ngành thực phẩm thì lại có nhiều cơ hội, thậm chí là nhiều doanh nghiệp thực phẩm có kết quả kinh doanh vượt trội nhờ linh hoạt và tận dụng được những lợi thế sẵn có. Và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Kể từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, công ty này đã phải tăng cường công suất gấp 3-4 lần so với trước để đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện mỗi ngày công ty cung cấp ra thị trường 3-4 tấn các sản phẩm gồm bún tươi, bánh phở tươi, bánh cuốn. Bình thường thì mỗi một ngày nó chỉ trên dưới 1 tấn bún và 1-2 tạ bánh phở, bánh cuốn. Thế nhưng bây giờ là cả bánh phở, bánh cuốn thì nó rơi vào hơn 3 tấn và có ngày hơn 4 tấn. Đấy, và số lượng công nhân thì đều là bên hai xưởng thì nó cũng rơi vào khoảng gần 20 người. Thế nhiều đấy nên bây giờ nó phải lên số lượng đến hơn 30 người. Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ lớn thì chất lượng cũng là yếu tố chính khiến cho khách hàng tin tưởng sử dụng. Dù sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại nhưng sản phẩm của công ty này vẫn mang hương vị truyền thống. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ càng, sản phẩm nói không với chất bảo quản và được đóng gói hút chân không. Do đó, từ nhiều năm nay, các sản phẩm bún tươi, bánh phở tươi tại đây đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng thủ đô. Hiện nay, các sản phẩm này cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Hiện nay, bún tươi, bánh phở tươi Khương Huy đã được cung cấp tới hơn 200 cửa hàng thực phẩm, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù giá thành cao hơn các sản phẩm cùng loại, nhưng nhờ chất lượng tốt mà khách hàng vẫn tin tưởng lựa chọn. Có một cái quy trình khác hẳn với nhà sản xuất khác. Thứ nhất là các vật dụng nó phải sạch. Cái thứ hai là không được phép cho một cái phụ gia gì đó vào sản phẩm. Chúng tôi chỉ dùng nước và gạo, thêm chút muối, giữ cái cách làm truyền thống của các cụ ngày xưa, kết hợp với những cái máy móc hiện đại để tạo ra cái sản phẩm nó năng suất cao hơn. Chứ không thể là cái thiết bị mà hiện đại mà nó làm cho sợi bún ngon được, nó chỉ năng suất thôi. Nếu dịch COVID-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất, đơn hàng bị đứt gãy, thì lại là cơ hội đối với các sản phẩm thực phẩm chế biến ăn ngay như bún tươi hay phở tươi, bởi đây là thực phẩm dễ sử dụng và chế biến.
Nắm bắt được cơ hội này, doanh nghiệp của ông Khương vẫn đang tăng cường công suất hoạt động, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa tạo thêm cơ hội gia tăng thu nhập cho công nhân lao động trong mùa dịch bệnh hiện nay.